Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 75. Chương 741, Huyết Thư. Khả Nhạc nói câu lạc bộ kia ban đêm mới mở cửa nên ba người chúng tôi ăn bữa cơm sau đó quyết định đi xem xét hiện trường trước. Nhà nạn nhân đã bị niêm phong, là một nhà cho thuê thông thường. Lầu 1 có một gian phòng được cải tạo thành một phòng kín đáo, đi vào nhìn chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các dụng cụ treo trên tường. Đó là những dụng cụ tra tấn la liệt như vòng cổ chó, nến, xiên sắt, dây thừng. Tiểu Đào cảm khái, cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Băng Tâm phụ họa, không ngờ một người nhìn bình thường, trong nhà lại có bí mật như vậy. Tôi nói, con người ai cũng có bí mật, chỉ có điều anh ta biến bí mật của mình thành hiện vật mà thôi. Thực ra theo ta nghĩ, chỉ cần không làm hại ai, không gây phản cảm với người khác thì có chơi đùa thế nào phía sau cánh cửa khóa kín cũng không vấn đề gì. Ít nhất những thứ này cũng là tự anh ta bỏ tiền túi ra mua, khác hẳn đám biến thái thích trộm đồ lót hay đám ấu dâm, chúng mới thực sự đáng ghê tởm. Dưới đất khá bừa bộn, vết máu đã được lau chùi, những nơi có vết máu bắn được đính số thứ tự. Tôi thấy có hai vết kéo lê song song, ngay trước nó là một cây cột, trên cột có khuyên sắt, là nơi nạn nhân bị ghìm chết. Dựa vào dấu vết trên người nạn nhân, tôi nghĩ lúc đó hung thủ đứng dưới cây cột, dùng đầu gối tì vào lưng nạn nhân, xiết cổ anh ta, sau đó thòng cái roi vào, ngụy trang thành treo cổ. Tôi đi đi lại lại, miêu tả quá trình gây án của hung thủ. Hung thủ là đàn ông, cao khoảng 1m70, hơi mập, là một kẻ bình tĩnh, cẩn thận, ý thức hành động rất cao. Dừng một chút, tôi ngồi xổm xuống kiểm tra vết kéo, nói tiếp, hẳn là thể lực hung thủ khá yếu, rất ít khi phải lao động cho nên lúc kéo nạn nhân phải dừng lại mấy lần. Lúc đó hắn đã tra tấn nạn nhân 3 tiếng đồng hồ, chính bản thân cũng thấm mệt, kết hợp với những gì nhìn thấy, hắn phải là người làm việc trí óc. Tôi dùng động U chi đồng quan sát bốn phía, phát hiện máu ở một nơi có điểm lạ, hình như có một khoảng trống. Bước tới, dùng ngón tay phác họa lại chỗ trống đó, tôi nói, chỗ này hình như có vật gì che vết máu, có cảm giác như là một vật hình chữ nhật, một khung ảnh, hay một cái máy tính bảng, liệu có thể là một cuốn sách không? Tiểu Đào gỡ cuốn sách về bạo dâm trên giá, liếc qua rồi ném cho tôi. Tôi áp cuốn sách vào khoảng trống, vừa vặn, gật đầu nói, không sai, là một cuốn sách khổ 16, chờ chút anh xem có thiếu cuốn sách nào không. Tôi đi qua kiểm tra, phát hiện sách trên giá không có dấu hiệu bị thiếu hụt, bèn nói, đi, vào trong xem một chút. Chúng tôi vào phòng ngủ, kệ sách bày rất chỉnh chu, người chết có vẻ khá thích sắp xếp đồ đạc, cho nên liếc mắt cũng nhìn ra là sách không bị thiếu. Tôi cảm thấy rất nghi ngờ, lẽ nào cuốn sách mà hung thủ mang theo là thứ gì quan trọng lắm sao? Băng Tâm bỗng có suy đoán, có lẽ nào hung thủ là một con chiên, lúc nào cũng mang một cuốn kinh thánh bên mình. Do theo đạo, nên không thích những người ưa bạo dâm tự ngược, bởi vậy mà phải tịnh hóa bọn họ. Tôi cười lắc đầu, không nhiều khả năng lắm, bởi theo Cơ Đốc giáo thì không thấy đề cập đến sở thích khác người này. Mà ngược lại, ban đầu những thầy tu Cơ Đốc giáo để tịnh hóa linh hồn bản thân còn thường tự đánh đập cơ thể, dùng sự thống khổ để linh hồn tiếp cận với thánh thần. Theo một khía cạnh nào đó, việc này thậm chí có thể nói là nghiêng về nguồn gốc của tự ngược. Băng Tâm vỗ tay, vậy thì đúng rồi. Nạn nhân là một tín đồ trung thành, anh ta cho rằng tự ngược sẽ đến gần với thánh thần, nhưng lại làm chuyện liên quan đến sắc dục, bởi vậy mới cần phải bị tịnh hóa. Tiểu Đào vỗ đầu con bé, thôi được rồi Tôn đại tiểu thư, cô đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, cứ suy đoán vô căn cứ chỉ là đoán mò. Tống Dương, còn tìm được manh mối gì nữa không? Để anh nhìn lại một lượt. Tôi mở tủ lạnh, thức ăn bên trong phải đủ cho cả tuần, đều là những nguyên liệu nấu ăn nhanh. Phòng bếp hình như gần đây không có dấu hiệu nấu nướng, tôi lật thùng rác ra, chỉ tìm được một ít vỏ trái cây cùng hộp cơm ăn thừa. Băng Tâm tiện tay mở lò vi sóng, một mùi thối xộc ra, con bé che mũi, Tống Dương ca ca, nhìn này. Chúng tôi đến gần xem thử, bên trong là một cái bánh nướng xúc xích, chắc do thời tiết nóng quá, đã mốc meo. Tôi bưng cái đĩa ra, đeo găng tay vào lật xem, hai cô gái bên cạnh cau mày đứng nhìn.
Tôi nhàn nhạt nói, cái này giống với đồ ăn cuối cùng mà nạn nhân ăn. Thật sao? Điều này chứng tỏ điều gì? Băng Tâm hỏi. Anh ta chuẩn bị hai phần cơm tối, một phần cho chính mình ăn, một phần bỏ vào đây hâm nóng, cho thấy anh ta muốn mời khách, nhưng người khách đã đến muộn. Tôi cố gắng diễn tả lại tình hình lúc đó. Liệu có phải là một trong bốn người được viết tên trên tờ giấy kia không? Tôi không rõ lắm, thử tìm hiểu, đồ ăn này là mua bên ngoài, giá tiền không đắt lắm, khả năng chỉ khoảng 30 tệ một phần. Chứng tỏ người khách không quá cầu kỳ, chẳng lẽ là người quen gây án? Là nữ vương bóng đêm, hung thủ là nữ vương bóng đêm, Tiểu Đào khẳng định. Nhưng anh mới phân tích, hung thủ là đàn ông, lẽ nào là dùng tên giả? Tôi nói, hay nữ vương bóng đêm vốn là đàn ông? Tiểu Đào hỏi. Tôi lắc đầu, dựa vào những đồ vật nạn nhân cất giữ, thứ anh ta thỏa mãn là một tình nhân khác phái. Một người đàn ông thích khổ dâm sẽ chỉ có được khoái cảm khi bị nữ giới hành hạ. Loại hành hạ này chỉ là một trò chơi, không phải là đánh vào chỗ chết thật. Nhưng nếu một người cùng phái đánh anh ta vẫn thấy khó chịu và thống khổ như người bình thường. Từ điểm đó mà nhìn, nữ vương bóng đêm không thể là một nam giới, ít nhất trong mắt nạn nhân thì đó là một nữ giới. Điều tra hiện trường, tựa hồ như manh mối đã vòng trở lại, mấu chốt trước mắt là phải tìm được danh tính nữ vương bóng đêm. Chúng tôi rời khỏi nhà nạn nhân, thời gian còn sớm, Tiểu Đào và Băng Tâm đi dạo phố, mua vài bộ quần áo. Ăn tối xong chúng tôi chạy xe tới chỗ câu lạc bộ tụ họp, bên ngoài đó là một quán bar buôn bán không tốt lắm. Vào bên trong, chúng tôi bắt gặp khách hứa ngồi túm năm tụ ba trong quán vắng tênh. Thấy chúng tôi đi vào, mấy người khách này đều quan sát với ánh mắt không mấy thiện cảm. Để ý thấy gạt tàn trên bàn có không ít tàn thuốc, đủ loại nhãn hiệu, chứng tỏ lưu lượng người vào đây rất lớn, chứ không chỉ có đám người trước mặt chúng tôi này thôi. Chợt để ý có vết xước dưới mặt đất, tôi đưa ánh mắt cho Tiểu Đào, nàng trực tiếp giơ giấy chứng nhận cho bartender xem, chúng tôi đang điều tra một vụ án. Anh có phải người trong giới BDSM không? Bartender lau cái ly, ung dung đáp, cảnh sát tiểu thư, đừng chửi người khác bừa bãi như vậy chứ, sao tự nhiên tôi lại thành BDSM? Tôi chỉ vách tường mà dưới chân có vết xước, bên kia có cửa ngầm, mở ra cho chúng tôi vào trong. Bartender úp úp mở mở, chỉ là nhà kho, không có gì hay ho đâu. Tôi cười cười, yên tâm, chúng tôi tới không phải để xen vào việc người khác. Bất kể có thấy cái gì trong đó, tôi đều sẽ không hỏi tới. Bartender nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, anh ta lấy một bông hoa cài ngực đưa cho chúng tôi, đeo cái này vào, điều tra xong thì đi ngay, đừng nhiều chuyện. Còn nữa, khuyên mấy người một câu, vào trong thì đừng có trình giấy chứng nhận ra, nếu không sẽ chẳng hỏi được gì đâu. Chương 742, Tiểu thư, cần nô lệ ư? Bartender mở cánh cửa ngầm, tôi vốn tưởng phía sau phải là đầm rồng hang hổ gì, khi tận mắt nhìn thấy thì chợt hụt hẫng. Bên trong chỉ là một căn phòng lớn không có cửa sổ, cả nam và nữ đi đi lại lại nói chuyện phiếm, cứ như một bữa tiệc bình thường vậy. Rất yên bình, Tiểu Đào cười. Chúng tôi xen lẫn đi lại giữa đám người, đột nhiên một gã đàn ông bước tới, lim dim mắt hỏi Tiểu Đào, tiểu thư, tìm nô lệ ư? Tôi có thể là con chó trung thành nhất của cô, mặc cho cô đánh mắng hay lăng nhục thế nào cũng được. Đôi lông mày lá liễu dựng ngược, Tiểu Đào mắng, cút ngay, đồ biến thái. Gã đàn ông vừa tỏ ra xum xuê lập tức trở mặt, con mẹ nó, có bệnh à? Không chơi được thì đừng có đến những nơi như này, sau đó tìm người khác bắt chuyện. Tiếp tục đến Băng Tâm gặp nạn, một đại thúc đi tới, khí thế hung hăng nói, tiểu tiện nô, nhìn dáng vẻ ngươi là biết ngươi khát khao bị ngược đãi, bị nhục mạ. Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Á, biến thái. Băng Tâm vung tay tát bốp một cái, gã đàn ông ôm mặt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó ba người chúng tôi thay nhau bị quấy rầy. Tôi phát hiện một quy luật, những gã làm phiền Tiểu Đào đều mong bị nàng hành hạ, còn những người làm phiền tôi với Băng Tâm thì ngược lại. Nghe những lời dơ bẩn này, cảm giác muốn chết đi cho rồi. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân là do khí chất, vẻ mặt mình rất có vẻ khổ dâm hay sao? Sau đó tôi phát hiện, ở đây ai cũng đeo hoa cài ngực, nhưng vị trí không giống nhau, người đeo bên trái người bên phải, lập tức hiểu ra, nói, đeo bên trái biểu hiện là S, bên phải biểu hiện là M, chẳng trách cứ bị quấy rầy. Tên bartender hại chúng ta, Tiểu Đào tức giận tháo bông hoa xuống.
Chúng tôi cũng vội tháo hoa ra, liền ngay lúc đó có người tới hỏi, mấy người tới đây làm gì, không phải là để chơi sao? Có phải là phóng viên không đấy? Sau đó nhiều người vây lại, mắng, đám phóng viên đáng chết, tháng trước mới cho tiền bịt miệng rồi, lại thiếu tiền sao? Bao nhiêu thứ để viết, giết người phóng hỏa thì không đăng tin, lại cứ đi đăng tin về những công dân thượng tôn pháp luật bỏ ta. Tôi mặt đầy lúng túng, tình huống này khá là phiền phức, vì vậy nhanh trí đeo bông hoa lên. Ôm lấy Tiểu Đào và Băng Tâm, nói, xin lỗi, hai người này đều là của tôi, chúng tôi tới để vui vẻ, không có hẹn trước. Mọi người kinh ngạc nhìn tôi, có người chép miệng nói, người anh em, cậu có hai bà chủ cơ à, tấm thân nhỏ chịu làm sao thấu. Tôi cúi xuống nhìn, suýt thì hộc máu, theo thói quen nên tôi đeo hoa bên ngực phải, chỉ có thể cố lấp liếm đến cùng, tôi đê tiện như vậy đấy. Một người căn bản không đủ thỏa mãn, tôi thích bị đánh hội đồng, khẩu vị rất mặn, bội phục bội phục. Lúc này nguy cơ mới được hóa giải, Tiểu Đào chọc vào eo tôi nói, đánh hội đồng, vậy mà cũng nghĩ ra được. Để về tỉ hành hạ cậu thật tốt cho xem. Đừng đừng, xã giao vui vẻ thôi, đừng bạo hành gia đình. Tôi nói liên mồm, Băng Tâm nghe vậy thì bật cười khúc khích. Chúng tôi lấm lét nhìn trái nhìn phải, chẳng biết tìm ai để điều tra, chợt chú ý thấy trong góc có một cô gái mặc đồ da, tóc dài, dáng người nóng bỏng sexy, đang ngồi vắt chéo chân hút thuốc. Cái phong cách này khiến tôi không thể không lắc đầu, đi qua hỏi, xin chào, xưng hô thế nào? Gọi tôi là Vương Tỷ, mấy người đến đây làm gì, không phải người trong hội à? Vương Tỷ lạnh lùng hỏi. Tôi nói, vừa mới gia nhập hội, không nắm rõ quy tắc cho lâm, hy vọng được cô chiếu cố. Vương Tỷ cười, định lừa tôi. Đến điều tra đúng không? Nhìn mấy người vừa đi vào là giáo giác nhìn đông nhìn tây, không phải phóng viên thì cũng là cảnh sát. Đã bị nhìn thấu, chúng tôi cũng không tiện giấu giếm, nói thẳng thân phận. Vương Tỷ lại không tỏ thái độ bài xích với cảnh sát mà nói, không phải phóng viên là ok, phiền nhất là cái đám ký giả đó. Không biết chút nào về tôn trọng nhân quyền, cứ làm như việc có sở thích khác người là phạm tội chết không bằng, thêm mắm thêm muối vào bản tin. Tôi giải thích, tôi thì rất tôn trọng đam mê của mỗi người. Muốn hỏi cái gì? Vương Tỷ vào thẳng vấn đề. Tôi nói trắng ra, muốn hỏi thăm một người tên là Nữ Vương Bóng Đêm. Vương Tỷ quấn quấn lọn tóc, nói, đó là tên à, tôi không biết người nào như vậy. Nhưng nghe có vẻ là một S nữ. Nói thật ở Nam Giang, S nữ trong cộng đồng rất ít, cái gì hiếm thì quý, bởi vậy không ít cô gái vì kiếm tiền mà lao đầu vào giới này. Kiếm tiền, cái này, cũng có thể kiếm tiền. Vậy thì khác nào? Băng Tâm nhanh nhảu. Vương Tỷ cười to, nhìn là biết cô chẳng hiểu gì. Cái này và làm gái điếm là hai chuyện khác nhau, chẳng cần phải ngủ với người ta, chỉ cần tra tấn đám tiện nam nhân kia, theo một phương diện nào đó thì giống như là bỏ tiền thuê người đấm bóp vậy. Vậy Vương Tỷ là S nữ sao? Băng Tâm hỏi. Tôi có phải S hay không cũng không phải vấn đề, tóm lại tôi thấy vui khi ở đây. Thấy câu chuyện đi chệch hướng, tôi vội hỏi, có thể nhờ cô giúp chúng tôi hỏi thăm về Nữ Vương Bóng Đêm này hay không? Có thể, nhưng các người cũng phải giúp tôi một chuyện. Vương Tỷ nhìn tôi, nói đi, chỉ cần không quá đáng. Tôi gật đầu, làm sao tôi dám bảo cảnh sát làm chuyện xấu? Vương Tỷ cười, là thế này, trước đây tôi có bị một tay nhà báo không lương tâm chụp mấy bức ảnh, hắn dùng nó để tống tình. Dù sao tôi cũng còn công việc và thân phận, không muốn bị mọi người biết mình thế này, cho nên có thể giúp tôi bắt hắn tiêu hủy mấy bức ảnh kia không? Hoàng Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, rất đơn giản, tống tình vốn là phạm tội, chúng tôi sẽ gây áp lực bắt anh ta tiêu hủy. Anh ta tên là gì? Vương Tỷ nói tên gã nhà báo cùng cách thức liên lạc, sau đó đứng dậy, đá một cước vào cái ghế đằng trước, đứng lên đi. Thứ gọi là cái ghế thì ra là một vật thể trùm áo khoác đỏ, lúc trước không nhìn kỹ, giờ đột nhiên nó cử động, khiến chúng tôi giật mình. Đó là một gã đàn ông béo không mặc quần áo, phát hiện thấy có người ngoài đang nhìn mình, gã xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tôi thầm nghĩ tình thế khó xử quá, có cần đi không? Đúng lúc đó thì Vương Tỷ véo tai gã mập, bị người khác bắt gặp bộ dạng đê hèn này, có phải là mất hứng hay không? Gã đỏ mặt, không không, chủ nhân bảo tôi đi hướng đông, tôi nào dám đi hướng tây. Hừ, ngươi con heo ti tiện này, ti tiện tận trong xương, ở im đây cấm nhúc nhích, ngươi mà động một cái, ta đánh ngươi. Chủ nhân yên tâm, tiện heo nhất định không dám. Khịt khịt,
Vừa nói gã vừa bắt chước tiếng heo khịt mũi. Chúng tôi chấn kinh, không có lời nào để nói. Vương tỷ bảo Tiểu Đào, trông cô rất có tư chất nữ vương, thử mắng hắn mấy câu xem. Tiểu Đào bối rối xua tay, không không, bỏ đi. Vui đùa một chút mà, cứ dùng những lời lẽ cay độc nhất mà mắng hắn, yên tâm đi, con heo mập này sẽ rất hạnh phúc. Có thể thấy được, Vương tỷ là người có ý thức khống chế rất mạnh. Tiểu Đào cau mày suy nghĩ một chút, chỉ gã mập kia mắng, cha mẹ ngươi nuôi ngươi khôn lớn, chẳng lẽ lại muốn nhìn ngươi biến thành bộ dạng này. Gã mập trợn to mắt, đột nhiên nằm bò ra đất khóc tu tu, hu hu, con thật xin lỗi cha mẹ. Tôi giật mình, chuyện quái gì thế này, mắng câu khóc luôn. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 743, thi thể nữ trong phòng. Vương tỷ ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, lau khóe mắt nói, tiểu thư, cô đây không phải là mắng chửi mà là hủy nhân cách của hắn. Tiểu Đào xấu hổ nói, đời tôi bị phê bình không ít, đây là lần đầu có người bắt tôi mắng người khác. Vương tỷ quất gã mập một roi, quát, không được khóc, nằm sấp xuống, con heo đê tiện này. Gã mập lập tức nằm im không động đậy nữa, Vương tỷ liền dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này. Trên đường, cô ta nói với Tiểu Đào, thấy rồi chứ, hành hạ cũng phải có kỹ xảo, không phải là tùy ý ngược đãi như người ngoài nghĩ. Nói đi nói lại, đây cũng chỉ là một trò chơi, phải có chừng mực. Tiểu Đào cười khổ, tôi không muốn học cái này đâu. Thực ra thì cũng giống cảnh sát các cô thẩm vấn tội phạm thôi, phải biết tạo không khí. Vương tỷ nói, Tiểu Đào đột nhiên tỏ ra là đã hiểu ý, thâm tâm tôi chợt có chút hoang mang. Ra bên ngoài quán bar, Vương tỷ gọi một ly Blood Mary, sau đó lấy điện thoại ra. Sau khi gọi mấy cuộc, cô ta nhìn chúng tôi cười, cái giới này đúng là nhỏ, hỏi thăm mấy chị em một cái là ra. Có một người tên nữ vương bóng đêm, là thành phần tri thức, vì kiếm thêm thu nhập mà vào nghề. Tên thật cô ta là Âu Dương Lan, nhưng bạn tôi nói mấy nay đã không liên lạc được. Cô ta ở đâu? Tôi hỏi. Vương tỷ gửi một tin nhắn, lát sau có hồi âm, tôi ghi nhớ kỹ địa chỉ rồi cáo từ. Lúc sắp đi Vương tỷ còn dặn, đừng quên chuyện anh hứa với tôi đấy. Chúng tôi chạy tới chỗ ở của Âu Dương Lan, đó là một khu nhà cho thuê giá rẻ. Gõ cửa mấy cái không có ai trả lời, tôi lấy dụng cụ ra mở khóa thì phát hiện, ổ khóa có dấu vết đã bị cậy từ trước. Kiểm tra giỏ dao sữa bên cạnh, trong đó có một chai sữa chua uống dở, ngửi miệng chai thấy còn rất mới, cảnh giác nói, có người lẻn vào. Hôm qua qua đêm ở đây, rất có thể giờ vẫn đang ở bên trong. Tiểu Đào lặng lẽ rút súng ra, băng tâm thì thấp thỏm nấp sau lưng tôi. Nếu đúng là hung thủ nấp bên trong thì rất phiền toái, đối phương có tật giật mình, đêm khuya có người xông vào. Hắn sẽ một là liều cá chết lưới rách, một là sợ tội chạy trốn, đây là tầng 6, nếu nhảy qua cửa sổ rất có thể sẽ chết. Tôi dùng khẩu hình miệng nói với hai người, đừng vào vội, cứ ngồi rình bát thỏ đã. Tôi cố gắng trấn tĩnh, sau đó gõ mạnh mấy cái vào cửa, hô lên, Lan Lan, cô có nhà không? Tại sao về mà không thông báo? Không mở cửa đúng không? Tôi đi tìm thợ khóa, cứ chờ đấy. Sau đó tôi giả bộ dậm chân mấy cái, ra hiệu cho Tiểu Đào và Băng Tâm cùng lui sang hai bên cánh cửa. Chúng tôi yên lặng chờ đợi khoảng 5 phút, đột nhiên sau cửa có tiếng bước chân dừng ở cửa. Có vẻ như đang nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài, có điều ở vị trí này thì không thể trông thấy chúng tôi. Sau đó cửa mở, một thanh niên tóc vàng bước ra, ráo rác nhìn hai bên, vừa bắt gặp chúng tôi thì lập tức định đóng cửa. Nhưng Tiểu Đào phản ứng rất kịp thời, kê chân, vào cửa, chĩa súng vào đầu hắn, quát, đàng hoàng một chút. Tóc vàng sợ đến khóc thành tiếng, quỳ xuống cầu xin, đồng chí cảnh sát, tôi là người tốt, không phải kẻ trộm. Chúng tôi bật cười, như vậy mà cũng nói dối. Tôi hỏi, lẻn vào nhà đúng không, thấy không có ai ở nhà liền lưu lại, cũng to gan đấy. Tóc vàng ấp úng thừa nhận, thấy hắn có vẻ giấu giếm gì đó, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ còn có nội tình khác. Tiểu Đào lấy còng ra, còng tay hắn ra sau lưng, đẩy vào nhà. Vào trong, chúng tôi thấy phòng khách bừa bộn, gói quà vặt ăn dở vứt lung tung, mùi thuốc lá nồng nặc, trên ghế sofa còn vứt mấy cái áo ngực, cả quần lót phụ nữ. Ngoài mùi thuốc lá tôi còn ngửi thấy mùi khác, bảo Băng Tâm theo mình vào trong,
Tóc vàng la lên, đừng vào, trong đó không có gì đâu, tôi thề. Đẩy cửa phòng ngủ, chúng tôi giật mình với cảnh tượng trước mắt. Trên giường có một thi thể nữa lõa lổ, da trắng bệch, tư thế quái dị, máy tính bên cạnh đang mở, trên đó là một trò chơi đang chạy, hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ, không biết là cái gì. Băng Tâm vô thức đưa tay che miệng, trong phòng lởn vởn mùi xác thối, được cố ý che giấu bằng nước hoa xịt phòng. Lấy găng tay ra đeo vào, tôi đi tới vạch mí mắt người chết, ấn ấn bắp thịt mấy cái, nói, đồng tử có dạng mây mù, thời gian chết khoảng 2 ngày trước, chưa có thi bàn. Cổ tay nạn nhân buộc một cái khăn lụa, tôi xé ra, phía dưới là một cái lỗ sâu hoắm, da thịt gần như bị đùn lên, nhìn rất dọa người. Cắt cổ tay tự sát, sờ một cái bên ngoài thi thể, rất trơn nhẵn, rất sạch sẽ, giống như mới tắm xong. Có vẻ trước khi chết đã ngâm nước trong thời gian dài, sau khi chết, lớp biểu bì sẽ không được đổi mới và không có độ đàn hồi. Băng Tâm cầm mấy dụng cụ trên giường lên xem, khăn, dầu bôi trơn và que sưởi, cau mày nói, khẩu vị mặn quá. Tôi biết đại khái đã có chuyện gì xảy ra, bảo Băng Tâm vào phòng vệ sinh nhìn một chút, trong bồn tắm đã xả nước quả có vết máu. Dưới khe lát nền cũng có, tôi nhìn một lát, mắng, khốn kiếp, lại đi cọ rửa phòng tắm, chẳng còn dấu vết gì. Băng Tâm hỏi, liệu có chứng cứ gì trong ống cống không? Tôi nói, để sau rồi tính, hỏi tên trộm kia trước đã. Chúng tôi ra ngoài phòng khách, tóc vàng bị còng tay, quỳ dưới đất run cầm cập, tôi nghiêm nghị nói, khai hết đi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có giấu giếm gì cả. Hiện giờ không chỉ vân tay, e là trong thi thể cũng có cả ADN của cậu, định tội mưu sát dễ như trở bàn tay. Tóc vàng sợ đến dập đầu, chính quyền, tôi thật sự không giết người. Lúc tôi đột nhập vào thì cô gái kia đã chết rồi. Hắn khai mình là một tên trộm chuyên đột nhập, hôm qua tới đây kiếm trác thì phát hiện nữ chủ nhân cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm. Nước vẫn có hơi ấm, đoán chừng là tự sát lúc đêm. Hắn đã từng đột nhập rất nhiều căn nhà, nhìn vật dụng thì đoán nhà này chỉ một người ở, thêm chuyện gần đây bạn gái chia tay, trông dáng dấp cô gái xinh đẹp liền nổi tà, niệm. Hắn liền ở lại, ăn đồ ăn trong tủ lạnh, chơi game, quan hệ với cái xác không dưới 5 lần. Vốn định sáng nay sẽ đi, nhưng ở đây quá an nhàn, bị sự lười biếng đánh bại nên quyết định chơi đến muộn, không ngờ bị chúng tôi phát hiện. Hoàng Tiểu Đào khịt mũi, ngủ với người chết, cậu không sợ mà à? Tóc vàng đáp, tôi theo chủ nghĩa vô thần. Tôi hỏi, sao cậu lại phải cọ rửa bồn tắm? Hắn giải thích, mùi máu nồng lắm, vạn nhất hàng xóm ngửi được thì phải làm sao, cho nên tôi mới quyết định cọ rửa. Lúc đó dưới sàn toàn là máu. Đúng, hung khí đâu? Một con dao gọt trái cây chìm trong bồn tắm, tôi đã rửa sạch để lại chỗ cũ rồi. Tôi cười khổ, hung thủ sẽ biết ơn cậu lắm lắm. Chương 744, tuyệt học Tống gia, biện chứng thần nghiệm. Tiểu Đào gọi cảnh sát đến giải tên tóc vàng đi, sau đó nhân viên kỹ thuật thu thập dấu vân tay ở hiện trường, chụp ảnh mọi ngóc ngách. Ở hiện trường có đến 80% là vân tay của tên tóc vàng khiến việc giám định của chúng tôi khó hơn nhiều. Tôi vào lại phòng ngủ, mở quy quy trong máy tính của nạn nhân ra. Đọc biệt danh của bạn bè trong group, những người này không nghi ngờ gì đều là giới BDSM. Tuy nhiên manh mối có trong PC rất ít, tôi quan sát xung quanh, hỏi Tiểu Đào tìm được điện thoại của nạn nhân không? Nàng lắc đầu. Tôi và Băng Tâm vào phòng tắm lần nữa, tôi dùng động Uchi đồng kiểm tra mặt đất cẩn thận, đáng tiếc dấu chân đã bị tên tóc vàng dẫm đạp hết rồi. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở bồn rửa tay, liền ngồi xổm xuống vặn ống thoát nước của nó ra. Trong đường ống tồn đọng một ít chất bẩn, tóc cùng với nước đen ngòm chảy ra. Cẩn thận tìm kiếm, không thu hoạch được gì, tôi bảo Băng Tâm đưa mình cái kéo, cắt đường ống ra, kiểm tra phía bên trong vách tường. Phần đường ống trong vách tường tôi tìm được một chút máu, lưu lượng khá nhiều, nói, lấy ra, xem có phải của nạn nhân không. Quá trình lấy vật chứng ở hiện trường khá mất thời gian, tôi và Băng Tâm đưa thi thể và con dao về khám nghiệm trước, Tiểu Đào tạm thời ở lại. Về thị cục, đi sang lều khám cốt đã lâu không vào, tôi mở quạt thông gió rồi cùng Băng Tâm nhấc cái túi thi thể lên bàn sắt. Nạn nhân tuổi chừng 25, hơi gầy, kết hợp những yếu tố thi thể, thời gian chết đại khái đúng như tóc vàng khai báo là 48 tiếng trước. Mở ô nghiệm thi kiểm tra toàn thân nạn nhân, chẳng có gì hữu dụng bởi đã bị tên tóc vàng sờ mó ôm ấp khiến dấu vết bị phá hoại hết.
Tiếp đó dùng thính cốt mộc nghe nội tạng bên trong, tim nạn nhân có vẻ rỗng là do mất máu nghiêm trọng. Vì nguyên nhân này mà các cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu khô héo, xem ra vết cắt cổ tay đúng là vết thương chí mạng. Ngoài những thứ đó ra, không có tổn thương do ngoại lực hay bệnh biến nội tạng gì cả. Kiểm tra lại vết thương cổ tay, lưỡi dao cắt rất gọn gàng, cảm giác là do vật sắc bén gây ra, cầm con dao lên so sánh, vết thương ăn khớp, nhưng hình như một dao này cắt quá sâu. Còn một điều nữa, tự mình cắt cổ tay, hướng cắt thông thường là hướng xuống dưới, nhưng vết thương này lại hướng lên trên khiến tôi nghi ngờ. Vô thức so sánh độ dày của bàn tay phải với tay trái, nạn nhân thuận tay phải, nhưng trên cổ tay phải lại có một đường vân mờ, tôi gọi băng tâm lại quan sát. Cả hai thảo luận hồi lâu, đưa ra một kết luận, dấu vết này do vật sắc bén gây ra, hình dạng lại rất giống con dao gọt trái cây. Tôi thắc mắc nói, điều này rất quái lạ, chẳng lẽ nạn nhân quên rằng mình thuận tay phải, dùng tay trái cầm dao đè lên tay phải, sau đó mới sực nhớ ra, lại đổi tay để cắt. Băng tâm nói vậy thì là mưu sát rồi. Tôi gật đầu, có khả năng này, ban nãy tên tóc vàng nói, máu chảy đầy sàn, làm ta dấy lên nghi ngờ. Tại sao người cắt cổ tay tự sát thường đều ngồi trong bồn tắm đầy nước ấm? Bởi vì nước ấm sẽ làm giảm đau, đồng thời làm tăng tốc độ xuất huyết, hơn nữa cơ thể mất máu sẽ rất lạnh, nên cần có nước ấm bao bọc toàn thân để người chết có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trong phim ảnh, những cảnh cắt cổ tay tự sát thường là nằm trong bồn tắm, cánh tay bị cắt gác ra ngoài trông rất hoa mỹ, nhưng thực tế thì không giống vậy. Những người cắt cổ tay tự sát sẽ ngâm cánh tay bị cắt xuống nước, biến bồn tắm thành màu đỏ ọc. Cho dù người tự sát không có kinh nghiệm, thì đau đớn do vết cắt cũng sẽ khiến họ vô thức làm vậy. Ý huynh là hung thủ chỉ bắt chước trên phim ảnh, ngụy tạo hiện trường một cách vụng về. Băng tâm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như vậy, tôi đáp. Không phải muội phản bác huynh, nhưng muội nghĩ đến một khả năng khác. Nạn nhân là con gái thì thích xem phim, liệu có phải bị ảnh hưởng của phim ảnh nên mới tự sát một cách thiếu chuyên nghiệp như vậy không? Băng tâm luôn có trí tưởng tượng phong phú, nhưng quan điểm lần này của con bé khá phù hợp với thực tế, điều này tôi chưa nghĩ đến, bèn nói, cũng có khả năng. Thôi thì khám nghiệm tiếp, nếu đây thực sự là mưu sát nhất định sẽ để lại dấu vết khác. Được, băng tâm lập tức bắt đầu vào việc. Tôi dùng thính cốt mộc nghe các khớp xương, khi nghe phần đầu thì ngoài ý muốn phát hiện bên trong hộp sọ có dấu hiệu xuất huyết. Vạch tóc nạn nhân ra, phát hiện phần sọ bên trái có một chỗ da hơi mềm, dưới da có tụ máu. Dùng tay sờ sờ, có cảm giác như bị vật tù đập vào, nhưng sờ kỹ thì không giống lắm. Để nghiệm chứng, tôi làm một thí nghiệm đơn giản, bảo băng tâm, muội ở đây chờ, ta ra ngoài mua mấy quả dưa bở. Dưa bở, làm thí nghiệm à? Băng tâm ngớ ra. Thông minh, tôi bật cười, muội tranh thủ mang mẫu máu sang khoa kỹ thuật. Băng tâm nói, đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi la lên, chờ đã. Có nhớ lọn tóc phát hiện ở hiện trường không? Mang sang giám định luôn đi. Tôi đi ra cửa, đây là lần đầu tự mình đi mua đồ thí nghiệm, vì trời đã quá muộn nên không muốn băng tâm ra ngoài một mình. Tôi đến siêu thị cạnh đó, mua 3 quả dưa bở. Dưa bở, có hình dáng gần giống xương sọ người, hơn nữa bên ngoài có một lớp vỏ, tương tự với màng não. Ngũ tác cũng biết làm thí nghiệm, dĩ nhiên đạo cụ chúng tôi dùng khá đặc biệt. Năm xưa Tống Từ kiểm nghiệm sự khác nhau giữa đốt xác và bị chết cháy đã từng dùng heo chết để thí nghiệm, chuyện này được ghi lại trong Tẩy Oan Tạp Lục. Quay lại lều khám cốt, tôi đặt dưa bở lên cái giá, cố định lại sau đó cầm búa đập vào, đương nhiên lực đập không quá mạnh bởi dưa không cứng như hộp sọ. Sau khi đập, bề mặt quả dưa lõm vào một khối, một ít nước rỉ ra, rất giống vết thương hay thấy ở hộp sọ. Tôi tự nhủ, hiển nhiên vết thương của nạn nhân không bị đập trực tiếp, có khả năng là bọc gì đó vào rồi mới đánh. Nghiệm lại, đặt quả dưa thứ hai lên, bọc một lớp vải dày vào búa sau đó đập. Do tác dụng của lớp vải, diện tích chịu lực lớn hơn, nhưng vết thương lại cũng rõ ràng hơn. Băng tâm hỏi, liệu có phải là cao su không? Giống như búa cao su dùng trong xây dựng, tuy mềm nhưng đánh vào đầu cũng gây chấn thương sọ não. Thử một chút đi. Ở đây không có búa cao su, tôi cắt một miếng ở bánh xe bàn bọc kín cái búa, sau đó đập vào quả dưa thứ ba. Dưới tác dụng của cao su, búa bật lại một chút, vỏ dưa lõm xuống một chút nhưng không quá rõ ràng. Bỏ cái búa xuống, tôi dùng dao cạy phần vỏ dưa ra, hưng phấn nói, xem này,
Mặc dù bên ngoài vết thương không rõ ràng, nhưng tổ chức mô mềm phía dưới bị lực tác động lớn, sưng lên rồi. Xem ra hung khí là một cái búa mềm. Tổng hợp các chi tiết lại, đây chính xác là một vụ mưu sát. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 745, sát thủ IQ cao. Khi Tiểu Đào xong việc trở về, tôi với Băng Tâm đang ngồi trong lều khám cốt ăn dưa bở, trông thấy liền nói, hai người đúng là lớn mật, dám ăn trước mặt người chết. Nghĩ thế nào lại còn mua dưa bở? Nói xong liền cầm miếng dưa lên, cắn một cá đột nhiên cảnh giác hỏi, khoan đã, dưa này từ đâu ra? Băng Tâm nói, yên tâm đi, là mua về đập thử thí nghiệm, rất sạch. Lúc này nàng mới yên tâm nhai. Ăn xong, Tiểu Đào rửa tay rồi lấy một thứ ra cho chúng tôi xem. Đó là một tờ giấy in nhàu nát, có một câu được in đi in lại, tôi có tội, tôi đã giết người, tôi không muốn ngồi tù. Nàng nói, tờ giấy này tìm được trong thùng rác, chưa khám nghiệm vân tay, em nghĩ sao? Tôi hỏi. Tiểu Đào suy nghĩ một chút rồi đáp, cảm giác có hơi miễn cưỡng, đánh trên máy tính là được rồi, cần gì phải in ra, cứ giống như là ngụy tạo vậy. Tôi vỗ tay, đúng, là ngụy tạo tự sát, bọn anh cũng vừa xác nhận điều này. Lúc này một cảnh sát viên tổ kỹ thuật đi vào, nói đã có mẫu so sánh ADN, ba mẫu ADN hoàn toàn khớp nhau, thuộc về cùng một người. Tức là, tóc tìm được ở nhà Ngụy Vĩnh Sinh và máu trong bồn rửa mặt đều là của Âu Dương Lan. Vụ án có vẻ như đã khớp, Ngụy Vĩnh Sinh thích Âu Dương Lan đã lâu, đêm hôm đó bỏ tiền thuê Âu Dương Lan đến chơi BDSM, không biết xảy ra chuyện gì mà Âu Dương Lan giết Ngụy Vĩnh Sinh, sau đó sợ tội tự sát. Nhưng đây căn bản không phải sự thật, mà là hung thủ cố ý ngụy tạo ra giả thuyết. Giả thuyết này có rất nhiều điểm sơ hở, hắn đã giết Âu Dương Lan, sau đó rửa tay ở bồn, mới để lại máu của cô ta trong đó. Tôi nói, hung thủ lần này khác với trước, sau khi giết người, hắn giết luôn cả nghi phạm đang là đối tượng của cảnh sát, cố ý làm tròn vụ án. Nếu không có tổ đặc án tham gia vào, khả năng lời nói dối này của hắn sẽ thành công. Băng Tâm sợ hãi, hung thủ thật giỏi bịa chuyện. Bịa chuyện. Tôi đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhưng ý nghĩ quá mơ hồ, không rõ ràng. Quay qua hỏi cảnh sát viên, có phải mỗi sợi tóc đều có ADN? Anh ta đáp, tôi soi dưới kính hiển vi, dưới chân tóc hầu hết đều có nang lông. Tôi thầm suy tư, trên tóc người gần như không có ADN, trừ khi là có chân tóc, thường thấy ở tóc rụng tự nhiên, hoặc là bị giật xuống. Điều này rất lạ. Theo lý thuyết thì lọn tóc bên trong mặt dây chuyền phải là do chủ nhân cắt ra mới đúng. Chẳng lẽ lại có người tự nhổ một nắm tóc, sau đó nói, tặng cho anh. Làm gì có chuyện như vậy? Tôi nói, mang sang đây tôi kiểm tra xem. Một lát sau, cảnh sát viên mang lọn tóc kia tới, tôi đặt lên bàn soi đèn quan sát tỉ mỉ. Chợt phát hiện độ cong của những sợi tóc khác nhau, không giống như là bị đồng thời nhổ ra. Nhìn mắt thường không rõ lắm, tôi tắt đèn. Dùng động u chi đồng quan sát cẩn thận, phát hiện có thứ gì đó dính trên bề mặt sợi tóc. Nói, gần đây nạn nhân có đi làm đầu, Băng Tâm, mang thước đo ra đây, cái nhỏ nhất ấy. Cầm thước, tôi kéo thẳng sợi tóc ra đo, phát hiện khoảng mười mấy mm gần chân tóc không dính chất hóa học. Sau đó đến chỗ nạn nhân nhổ vài sợi, so sánh rồi đưa ra kết luận, những sợi tóc này được thu thập từ 3 đến 5 ngày trước khi nạn nhân bị giết. Chúng được gom từng sợi một, cuối cùng ghép lại, bỏ vào mặt dây chuyền. Tiểu Đào hít sâu một hơi, nói như vậy là hung thủ sớm lên kế hoạch, ngụy tạo mối yêu hận giữa hai người này. Băng Tâm che miệng, thật đáng sợ, gom từng cọng tóc, lẽ nào hung thủ tìm nó trong túi rác? Tôi nói, có lẽ trước đó hắn lẻn vào nhà Âu Dương Lan, lấy tóc từ lược chải đầu hoặc trong bồn rửa mặt. Khóa cửa nhà Âu Dương Lan bị tên tóc vàng cậy, không biết được trước đó đã có ai vào hay không. Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh có manh mối gì về hung thủ chưa? Tạm thời chưa có, cứ như là chẳng có động cơ rõ ràng vậy. Tôi lắc đầu. Băng Tâm nói, liệu có khả năng hung thủ muốn giết Âu Dương Lan nên cố ý làm ra vẻ sát hại Ngụy Vĩnh Sinh để đánh lạc hướng điều tra. Tôi suy nghĩ, chỉ có cách điều tra tiếp, cẩn thận xem xét mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Tiểu Đào nói, trời không còn sớm. Nữa, Tôn Đại Tiểu Thư, tôi đưa cô về. Tống Dương anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi gật đầu, anh cũng buồn ngủ rồi.
À phải, mang máy tính của hai nạn nhân cho lão yêu, xem có manh mối nào tàng ẩn không. Sau đó ai về nhà nấy. Sáng hôm sau tôi đến thị cục, Tiểu Đào đang cử một nhóm cảnh sát đi điều tra quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Lão yêu thì làm việc trong phòng, hắn nhìn màn hình máy tính mà cười ngu ngơ. Tôi đi vào hỏi, xem cái gì thô bỉ mà cười vui vẻ như vậy. Lão yêu vội nháy mắt, vẫy tay, đến xem, người này đúng là thâm tàng bất lộ. Thì ra lão yêu đang kiểm tra Weibo của Ngụy Vĩnh Sinh, người này bề ngoài đứng đắn nhưng trong tâm thì vô cùng hoang dã. Suốt ngày đi comment dạo trên Weibo, tôi nghĩ đám người tự xưng yêu chó này đơn thuần là muốn áp đặt tư tưởng. Người khác tự bỏ tiền mua thịt chó ăn, lại đi chửi mắng người ta, chẳng lẽ cha mẹ họ là chó hay sao mà nhảy dựng lên. Cái loại ngôi sao nữ đột nhiên nổi lên, ai biết sau lưng ngủ với bao nhiêu đạo diễn, bao nhà sản xuất, bề ngoài lộng lẫy, bên trong thối nát. Lão tử coi thường đám đàn bà đi lên bằng nhan sắc, có cho ta cũng không thèm. Năm xưa các anh hùng liệt sĩ bỏ biết bao xương máu mới đổi lấy cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Sao thế hệ trẻ bây giờ chẳng biết trân trọng, khắp nơi không trầm cảm thì là kêu gọi tự sát, yếu đuối như lũ dẹp vậy. Giải phóng phụ nữ, toàn là ăn no rừng mỡ, lịch sử mấy ngàn năm chẳng phải vẫn tốt sao? Những điều tổ tiên dạy bảo đều bị ném cho chó ăn à, một phụ nữ không lo ở nhà giúp đỡ chồng con, cứ vác mặt ra đường cả ngày, sau này còn ra thể thống gì? Trông thấy những status này, tôi á khẩu không nói nên lời, đúng là anh hùng bàn phím. Ngày ngày lên mạng ăn to nói lớn, tỏ ra ngạo thị quần hùng. Lão yêu cười như nắc nẻ, thì ra cái gọi là anh hùng bàn phím, có tính cách như vậy, đúng là chả khác gì chó chết. Này này, người chết là hết, đừng có nói bậy bạ. Ngươi đừng tìm vui nữa, mau tra manh mối đi. Tôi dục. Lão yêu nói, chẳng phải ta đang tìm manh mối đây sao? Ngươi xem, người này đắc tội nhiều người như vậy, ta phải lên danh sách từng người một, công việc chẳng nhẹ nhàng hơn cảnh sát đâu. Tôi chưa bao giờ chửi ai trên mạng, liền hỏi, có kẻ sẽ giết người vì chuyện này thật sao? Hàng ngày ngươi không đọc báo à, chỉ vì mâu thuẫn trên mạng dẫn đến đánh nhau ngoài đời, thậm chí giết người, chuyện chả có gì mới mẻ. Lão yêu bĩu môi nói. Chương 746, khó mà phân biệt. Thoáng chốc tiến độ điều tra trở nên chậm chạp, cảnh sát đang tìm hiểu quan hệ xã hội của hai nạn nhân, phát hiện họ chẳng có kết thù kết oán với bất kỳ ai. Nhưng bên lão yêu thì ngược lại, với sự anh hùng bàn phím của mình, Ngụy Vĩnh Sinh có thù với rất nhiều người, có điều không thể chắc chắn nghi phạm nằm trong số họ. Còn một vấn đề lớn nữa, hung thủ biết thân phận thật của Ngụy Vĩnh Sinh, tôi nghi ngờ có thể là người quen của anh ta. Điều khả nghi khác bốn cái tên viết trên tờ giấy tìm được ở hiện trường, tôi vẫn chưa biết nó là cái gì. Vụ án lâm vào bế tắc, tôi vô cùng sầu muộn. Trong lúc này thì Nam Giang lại xảy ra một chuyện không lớn cũng chả nhỏ. Một tập thể học sinh bị ngộ độc, cũng may giáo viên xử trí kịp thời nên không có thương vong. Sau chuyện này, cảnh sát vào cuộc điều tra mới phát hiện bên cung ứng nguyên liệu cho trường tiểu học đó không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, giấy phép cũng quá hạn. Nhất thời trên mạng lập tức xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích, phần lớn phụ huynh đều lo lắng cho sức khỏe con em mình. Một số mắng nhà trường quản lý lỏng lẻo, một số mắng đám con buôn vô đạo đức, trong lúc đó thì giám đốc xí nghiệp thực phẩm lặng lẽ ôm tiền bỏ chạy không rõ tung tích. Hôm nay Tiểu Đào gọi điện cho tôi, nói, Tống Dương, đừng ở trong nhà buồn chán nữa, đi dạo chút đi. Tôi đang đọc sách về tra dấu tội phạm, hỏi, đi đâu? Anh quên à? Chúng ta hứa với bà Vương tỷ kia đi giáo huấn tay nhà báo vô lương tâm còn gì. Nhân tiện mấy nay rảnh rỗi, đi làm chuyện này, dù sao lời hứa cũng phải thực hiện. Tôi ơ hờ trả lời, vậy cũng được, em đang ở đâu, anh tới. Một lúc sau Tiểu Đào và Băng Tâm lái xe đến cửa hàng, ba chúng tôi chạy tới tòa soạn sự thật. Tòa soạn này cũng bé, chỉ có một phóng viên họ Lý đang ngồi viết bản thảo. Chúng tôi hỏi thăm về tay nhà báo họ Sở, anh ta ấp úng nói Sở Phong đang đi chạy tin, lát nữa sẽ quay lại. Tiểu Đào nói, bọn tôi ở đây chờ anh ta vậy. Phóng viên Lý lại lúng túng, anh ta không biết lúc nào mới về. Hay là mấy người cứ về trước đi, tôi gọi điện hỏi cho. Mấy vị cảnh quan, tìm anh ta có chuyện gì quan trọng không? Liếc mắt thấy có vẻ anh ta đang nói dối, tôi lên tiếng, đưa điện thoại đây, chúng tôi tự hỏi. Phóng viên Lý đưa điện thoại, không gọi được, tôi hỏi, bàn làm việc của anh ta đâu? Cái này,
Phóng viên Lý chỉ. Tôi tới bàn làm việc đó kiểm tra, phát hiện đồ vật trên bàn bám đầy bụi, cây xương rồng mấy ngày đã chưa được tưới, cười hỏi, có phải nhà báo các anh đều thích nói dối đúng không? Rõ ràng anh ta mấy ngày chưa tới văn phòng rồi. Phóng viên Lý lúng túng gãi gò má, tôi không rõ lắm, mấy nay có loạt tin học sinh ngộ độc, tôi phải theo dõi sát sao nên cũng không để ý anh ta đi đâu. Những lời này lại là nói dối, không biết tại sao anh ta phải làm vậy, trực giác trong nghề nói cho tôi có gì đó khả nghi. Liền lên tiếng, chúng tôi tìm anh ta không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu anh cứ nói dối, theo tôi nghĩ cần đưa anh về đồn uống nước. Phóng viên Lý sợ đến toát mồ hôi, Tiểu Đào hỏi dồn, anh biết tung tích anh ta đúng không? Cái này, anh ấy mất tích. Phóng viên Lý lắp bắp. Nghe hai chữ mất tích, chúng tôi không giật mình cho lắm. Tôi hỏi, lúc nào? 4 ngày trước. Anh biết tại sao anh ta mất tích không? Biết. Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng cân nhắc đến quan hệ đồng nghiệp mà cứ luôn do dự. Được rồi đừng dài dòng, nói cho bọn tôi biết đi. Tiểu Đào cắt ngang. Phóng viên Lý lật một cuốn sách trên bàn làm việc của Sở Phong, tìm được một cái chìa khóa. Anh ta mở ngăn kéo cuối cùng ra, bên trong là mấy tập tài liệu, có một bao tiền lì xì đặt dưới cùng. Tôi cầm lên tay, khá nặng, bên trong là một xấp tiền thật dày, phải đến 20.000 tệ. Đây là cái gì? Tôi hỏi. Phóng viên Lý thuật lại, trước khi có sự kiện ngộ độc thực phẩm, khoảng nửa tháng trước, Sở Phong có đến xí nghiệp thực phẩm đó, định phỏng vấn họ về vấn đề vệ sinh an toàn. Nhưng sau đó đột nhiên anh ta rút lui dự án này, quan hệ của Sở Phong và phóng viên Lý khá tốt, cho nên anh ta biết Sở Phong ăn tiền của xí nghiệp để khóa miệng. Không ngờ đùng cái xảy ra chuyện lớn, có thể Sở Phong sợ bị liên lụy nên ngày thứ hai sau khi xảy ra đã bỏ trốn. Nói tới đây, phóng viên Lý cho chúng tôi xem một tin nhắn, nội dung như sau, tôi con mẹ nó thật hối hận khi nhận khoản tiền kia. Vạn nhất giám đốc xí nghiệp bị bắt, chắc chắn tôi cũng xong. Huynh đệ, tiền còn lại tôi để trong ngăn kéo, cho anh đó, tôi phải trốn đây. Phóng viên Lý nói, sau khi nhận được tin nhắn này, chúng tôi không còn liên lạc được với nhau nữa. Tôi hỏi, anh không muốn tiền sao? Phóng viên Lý hốt hoảng, tiền này tôi nào dám mơ tưởng, vạn nhất cảnh sát điều tra ra, tôi chẳng phải sẽ liên lụy sao? Lúc nói chuyện tôi vẫn luôn để ý cử chỉ, nét mặt, rõ ràng anh ta vẫn nói dối, có lẽ là giấu giếm gì đó. Tôi thử uy hiếp một chút nhưng anh ta thề sống thề chết, cũng đành thôi. Thành thật mà nói tôi luôn không có thiện cảm với nghề nhà báo này. Tất nhiên ngoại trừ những phóng viên luôn đi trước đón đầu, thực địa để viết những phóng sự chân thật. Còn lại hầu hết đều là đám nhà báo không đủ tư cách, cả ngày chỉ biết bẻ cong sự thật, thêm mắm thêm muối, sửa đổi tin tức tùy theo thị hiếu số đông. Thậm chí còn dùng phóng sự điều tra để uy hiếp đòi tiền bịt miệng. Tiểu Đào xòe xấp tiền ra nhìn, nói đều là tiền cũ, không cùng series, người đưa tiền đúng là cẩn thận. Chợt liếc qua phóng viên Lý, thấy anh ta có vẻ hốt hoảng, tay cứ níu chặt mép quần. Tiểu Đào giơ phong bì lên nói, tiền chúng tôi mang đi trước, làm chứng cứ. Được, phóng viên Lý nói luôn miệng. Sắp đi, tôi chợt hỏi, anh ta sống ở đâu? Phóng viên Lý nói cho chúng tôi một địa chỉ. Sau khi xuống lầu tôi nói, chuyện này nghe qua thì rất hợp tình hợp lý, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thấy không đúng, nếu đã quyết định bỏ trốn, thì số tiền này phải ôm theo luôn chứ. Sao phải cố tình để lại làm bằng chứng? Tiểu Đào nói thêm, hơn nữa theo tên họ Lý kia nói, số tiền là do giám đốc xí nghiệp lén đưa, chứ không phải họ Sở chủ động tống tiền. Hành vi này mặc dù trái đạo đức nhưng không phạm pháp, cùng lắm là mất nghề mà thôi, anh ta căn bản đâu cần bỏ trốn. Băng Tâm chen vào, hiện nay rất nhiều phụ huynh đang lên án xí nghiệp thực phẩm kia, có lẽ anh ta sợ trở thành tâm điểm chú ý, bị người ta đánh chăng. Tôi lắc đầu, có rất nhiều điểm nghi vấn, hình như còn có ẩn tình. Hay là qua nhà anh ta xem một chút, chỉ mong chuyện này đừng diễn tiến thành án hình sự. Tiểu Đào và Băng Tâm nhất thời cùng quay sang tôi, ánh mắt quái quái nhìn chằm chằm. Tôi cười khổ, cho xin, ta đây không phải Vương Đại Lý, miệng không quá thối đâu. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 747, gã taxi trên mạng. Sau đó chúng tôi tới chỗ ở của Sở Phong, vẫn như mọi lần, sau khi chắc chắn trong nhà không có ai, tôi lấy dụng cụ ra mở khóa.
Trong phòng xộc ra mùi ẩm mốc, cảm giác như đã mấy ngày không có không khí lưu thông. Chúng tôi nhìn xung quanh một lượt, chú ý thấy trong tủ lạnh có thức ăn đủ cho một tuần, đã có dấu hiệu biến chất, bên trong túi thức ăn có dấu của siêu thị. Tôi kiểm tra một chút ngày tháng, nói thức ăn được mua ngay sau sự kiện ngộ độc, vừa mua một lượng đồ ăn nhiều như vậy rồi đột ngột mất tích, điều này có hơi khác thường. Tiểu Đào hỏi, liệu có phải sau khi mua đồ ăn mới biết mình dính vào phiền phức, điều này cũng có thể mà. Tôi gật đầu, căn nhà không lớn lắm, là một người ở. Mở máy tính lên thì giật mình vì các thư mục dày đặc trên màn hình. Tên các thư mục đều là ngày tháng, nhấp thử một cái, đó là video quay lén hẹn hò của một người đàn ông cùng một phụ nữ. Mở một thư mục khác là một video quay cảnh quan hệ trong xe, theo góc độ thì cũng là quay lén. Có một cuốn sổ cái nhỏ trên giá sách cạnh bàn máy tính, nó ghi chi tiết các khoản thu nhập, dao động từ 10.000 đến 100.000 tệ, con số không lớn lắm. Tôi lập tức hiểu ra, những thứ trong máy tính đều là của Sở Phong dùng để tống tiền người khác. Nếu đối phương chịu bỏ tiền sẽ không sao, nếu không bỏ tiền, những thứ này sẽ biến thành tin tức, thêm mắm thêm muối mà công bố ra ngoài. Gã nhà báo này cũng thật biết làm việc. Quy quy của anh ta để chế độ tự động đăng nhập, vừa mở ra thì tiếng tin nhắn báo liên tục, nội dung như sau, nhà báo, đưa đoạn video gốc cho tôi đi, tôi trả tiền là được chứ gì. 100.000 nhiều quá, có thể thương lượng được không, ngàn vạn lần đừng đưa nó cho vợ tôi, nếu không tôi xong đời. Tên khốn, ngày mai ta tìm người giết chết ngươi, rửa cổ cho sạch mà chờ ta. Tôn tử, tiền vào tài khoản rồi đấy, cầm mà mua quan tài cho mẹ ngươi đi, coi như ta xui xẻo. Cả ba chúng tôi đều khó tin vào mắt mình, tôi cười khổ, quan hệ xã hội thật phức tạp. Băng Tâm gật đầu, thứ người như vậy, phải bỏ trốn cũng không có gì lạ. Ngoài ra, màn hình máy tính còn có một client trò chơi và một phần mềm đọc tiểu thuyết, có lẽ là thú tiêu khiển hàng ngày của Sở Phong. Dù có bụng dạ khó lường thế nào đi chăng nữa thì một người cũng cần, phải tiêu khiển. Tôi tiện tay mở phần mềm đọc truyện ra xem thường ngày người này thích đọc cái gì. Hóa ra cũng không cao sang lắm, tất cả đều là tiểu bạch văn đô thị. Có điều anh ta rất tích cực, gần như đều để lại bình luận dưới mỗi bộ truyện, viết cái chuyện cứt chó gì vậy. Không có chút logic nào, hồi ta học tiểu học cũng sáng tác lưu loát hơn. Rác rưởi, khỏi đọc. Tác giả, mẹ ngươi chết à? Lúc mấu chốt nhất thì 3 ngày không ra chương mới. Ta gửi phiếu yêu cầu thì ngươi nói ngươi bị ốm. Giang Lang Tài Tẫn lại vội vội vàng vàng kết thúc. Chúc ngươi ốm mà chết đi. Ta ghét nhất lúc đang đọc thì bị dạy dỗ, lo mà viết đi. Ngươi xem ngươi với kỹ nữ có khác gì nhau không? Làm hài lòng khách mới là vương đạo, nghĩ mình cao sang lắm à? Bộ này lúc đầu viết còn được, càng về sau càng rác rưởi. Xem ngươi có cuốn nào dễ nhìn hơn không? Đồ kém cỏi. Tôi lướt qua đọc một chút bình luận, người này thật máu chiến, chuyện nào cũng bình luận, mỗi bình luận đều bị một nhóm độc giả phản kích. Anh ta cứ như khẩu chiến với quần hùng vậy, có thể nói là bá chủ một phương về tài comment. Có mấy tác giả còn chẳng dám phản bác anh ta, cẩn thận xin lỗi từng chút một. Tiểu Đào thở dài, mặc dù em không thích đọc truyện, nhưng loại người này thật đáng ghét, không biết quý trọng thành quả lao động của người khác. Tôi giải thích, căn cứ vào tâm lý học tội phạm, người thích chỉ trích trên mạng thường là những kẻ loser, ngoài đời phải giả bộ quá lâu, nên cần phát tiết. Tuy nhiên sự thù địch không giống sự đầy hơi dạ dày, càng phát tiết thì càng tích tụ, cuối cùng sinh ra một ảo giác tất cả đều ngu xuẩn, chỉ có ta là IQ cao nhất. Hơn nữa dần đắm chìm trong nó, trở thành một kẻ toxic trên Internet. Tiểu Đào bật cười, ha ha, phân tích rất sắc bén. Băng Tâm chỉ màn hình máy tính nói, nhìn, lại có cả quyển này. Trong đống sách điện tử có một quyển trinh thám dài cả ngàn chữ, tôi click chuột. Quả nhiên Sở Phong cũng bình luận không ít bên dưới, lời lẽ cay nghiệt chẳng kém. Tôi không để ý lắm, nhàn nhạt nói, hay là tìm xem Sở Phong ở đâu đi. Sau đó mở trình duyệt web, xem lịch sử duyệt web của anh ta, trang anh ta xem cuối cùng là một trang đặt khách sạn trực tuyến. Thời gian đúng vào ngày anh ta mất tích, tôi thầm nghĩ, có phải là đi gặp ai đó không? Tiểu Đào nói, khách sạn đắt tiền như vậy, chắc là gặp phụ nữ rồi. Tôi suy đoán, ý em nói là anh ta bị lừa tới để trả thù. Kẻ thù của anh ta không ít, bị trả thù cũng là bình thường. Đi, đi xem một chút. Sau đó chúng tôi tới khách sạn kia, được nhân viên cho biết căn phòng đó đã thanh toán, là thanh toán tự động sau khi hết hạn,
tiền đặt cọc không được hoàn lại. Trong phòng vẫn còn một bộ quần áo và căn cước công dân, khách không thấy về lấy. Lập tức chúng tôi thấy sự việc có gì đó không đúng, liền xin trích xuất camera khách sạn. Buổi tối hôm đó Sở Phong ra khỏi phòng, chỉ quay được tới đó. Chúng tôi ra ngoài hỏi thăm những cửa hàng xung quanh, có một chủ cửa hàng tiện lợi nhớ lại, nói tối hôm đó anh ta có tới, mua bao cao su, rượu và sô-cô-la. Nhân viên tiệm khá ấn tượng do anh ta vì không sử dụng được mã giảm giá trên thẻ tín dụng mà mắng nhân viên. Ra khỏi cửa hàng, tôi nói, người này ra ngoài để hẹn hò, sau đó bị người ta bắt. Tiểu Đào hỏi, tôi đứng ở đầu đường nhìn trước nhìn sau, anh ta đi đâu được nhỉ? Tiểu Đào nói, hay là tới phân cục ở đây xem một chút. Chúng tôi đến phân cục tại đó, hỏi xem gần đây có phát hiện thi thể vô danh nào không. Cảnh sát nhớ lại, nói, mấy hôm trước có phát hiện một xác nam giới trong tòa nhà cũ. Do trên người không có căn cước công dân nên không xác định được danh tính. Đưa chúng tôi đi xem. Tôi lập tức nói. Chúng tôi đến phòng giữ xác, bất ngờ phát hiện thi thể trần truồng của Sở Phong đang nằm trên giường sắt. Cơ thể đã cứng đờ, trên người có mấy vết thương do bị đánh, nhưng không thấy ngoại thương chí mạng rõ ràng. Trông thấy xác của người đang cần tìm, tâm trạng tôi rất phức tạp, không ngờ lại biến thành án hình sự rồi. Tôi hỏi, đã khám nghiệm tử thi chưa? Cảnh sát trả lời, pháp y đã làm xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu rất cao, trên người chồng chất vết thương, chúng tôi nghi là do say rượu, đánh nhau dẫn tới tử vong, tuy nhiên chưa lập án. Tôi nói, vụ này giao cho tổ đặc án đi. Phải rồi, mang báo cáo pháp y ra tôi xem chút. Tôi bước qua kiểm tra cái xác, thời gian chết khoảng 3 ngày trước, trùng với thời điểm mất tích. Bên ngoài da có nhiều chỗ bầm tím, vết xước và cả vết rách, thoạt nhìn thật đúng như là bị đánh. Tôi ngửi miệng anh ta một cái, sau đó áp tai vào ngực để nghe. Gan có dấu hiệu suy kiệt, tựa như ngộ độc cồn mà chết, nhưng điều bất thường là hệ tiêu hóa không có dấu hiệu mất nước. Cồn có tính hút nước, cồn tinh khiết trong phòng thí nghiệm, chỉ cần mở nắp ra lập tức sẽ hấp thu hơi nước trong không khí. Cho nên khi uống rượu mạnh sẽ có cảm giác bỏng rát, thực ra đó là nước trong thực quản bị hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân khi say rượu mà tỉnh dậy sẽ thấy miệng khô, lưỡi khô, đầu óc choáng váng, đó là dấu hiệu cơ thể bị mất nước. Uống rượu tới mức ngộ độc, lượng rượu phải rất nhiều, nhưng những dấu hiệu trên cái xác lại có vẻ như anh ta không phải là uống rượu bằng miệng. Đây rất có thể là một vụ lên kế hoạch mưu sát. Chương 748, giết người hàng loạt. Tôi và Băng Tâm thống kê số vết thương trên cái xác. Ước chừng có 13 vết do gậy gộc, 6 vết do vật giống xích sắt, 3 vết do bị đá, lông trên cổ tay có dấu hiệu bị chóc, có vẻ như là từng bị trói hai tay ra sau lưng bằng băng keo. Nhìn biểu hiện kháng cự của nạn nhân không khỏi khiến tôi liên tưởng tới án mạng do đánh nhau. Vừa hưng phấn lại vừa bất an, tôi thầm tự nhủ, lẽ nào lại là một vụ án giết người hàng loạt. Tiếp tục kiểm tra dấu vết trên cái xác, tôi phát hiện thắt lưng nạn nhân có một vết sưng, trên đỉnh vết sưng có một cái nốt rất nhỏ, dùng tay ấn thì máu rỉ ra, có một mùi rượu rất nồng. Tôi nói, thủ đoạn rất cao tay, tiêm cồn vào máu nạn nhân, vừa có tác dụng làm thuốc mê, vừa ngụy tạo ra việc say rượu đánh nhau mà chết. Băng Tâm hỏi, có phải methanol không? Tôi khoát tay, chắc là không, methanol dù sao cũng là chất độc, tiêm vào cơ thể sẽ khiến hệ thống miễn dịch phản ứng, trên người nạn nhân không có dấu hiệu đó, võng mạc cũng không hoại tử. Huống hồ, tiêm một lượng rượu có nồng độ cao vào cơ thể sẽ tạo ra gánh nặng to lớn cho gan cũng có thể giết người. Hung thủ không cần phải cất công đi kiếm cồn công nghiệp làm gì, chỉ cần tùy ý mua một chai vodka là đủ. Tiểu Đào nói, nếu vậy, có thể tìm ra đó là loại rượu nào để giúp ích cho việc điều tra không? Tôi lắc đầu, thành phần của rượu chủ yếu là cồn, nước và một số hương liệu phụ gia, sau khi đi vào cơ thể sẽ bị hấp thu hết. Hơn nữa đã 3 ngày nay rồi, hẳn là không phân tích được, trừ khi đó là rượu nho, nhưng theo anh thì lượng cồn trong rượu nho không đủ để giết người. Đến đây, tôi trình bày ý tưởng của mình, khả năng đây là một vụ giết người hàng loạt. Có 3 đặc điểm, hung thủ thích dùng rượu làm thuốc mê, hung thủ có mối hận lớn với nạn nhân, còn nữa, hung thủ đều sắp xếp như có nguyên do hợp lý để đánh lạc hướng cảnh sát. Lần này, nguyên do là cái phong bì tiền kia, sự kiện ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra, gã nhà báo nhận tiền bịt miệng liền mất tích bí ẩn, thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn logic. Băng Tâm suy đoán, muội có ý này,
hung thủ không phải là một sát thủ chuyên nghiệp chứ? Chẳng những giúp thân chủ giải quyết mục tiêu, còn chuẩn bị sẵn lý do để thân chủ khỏi bị hoài nghi. Tôi trầm ngâm, phân tích này quả cũng có lý. Tiểu Đào lại nói, khả năng không cao, vụ này thủ pháp của hung thủ rõ ràng thuần thục hơn rất nhiều, chỉ có kẻ mới thì mới tiến bộ nhanh như vậy. Huống chi sơ hở trong vụ án cũng không ít, cá nhân em nghiêng về trả thù hơn. Trả thù, trả thù. Tôi lẩm bẩm, liệu không phải có liên quan đến việc cả hai thường ngày thích taxi trên mạng chứ? Đây có vẻ là điểm chung duy nhất giữa hai nạn nhân, chúng tôi đương nhiên không thể xem nhẹ, lập tức gọi điện cho lão yêu bảo hắn tới một chuyến. Tôi tiếp tục kiểm tra cái xác, ngón trỏ phải nạn nhân có một vết xước nhẹ, dùng động u chi đồng quan sát thì thấy bên trong có sợi gì đó, cảm giác như sợi giấy in. Đây là vết thương lúc còn sống, nạn nhân đã cầm giấy hoặc tiền giấy trước khi chết. Ngoài ra, cả ngón trỏ và ngón cái hai tay anh ta đều có thứ gì đó dính dính, có vẻ như là miếng dán. Tôi bảo băng tâm lấy mẫu, rút một chút máu, lát nữa sẽ xét nghiệm kiểm tra. Khám nghiệm thi thể xong, tôi đốt một sấp giấy vàng, bảo cảnh sát phân cục mang cái xác lên thị cục, sau đó nhờ cảnh sát viên dẫn xuống hiện trường phát hiện xác. Nửa tiếng sau chúng tôi đến một tòa nhà cũ, lên tầng 4, cảnh sát. Viên chỉ một trụ xi măng nói, cái xác được phát hiện ở đây, lúc đó anh ta quần áo rách dưới đất ướt sũng. Ướt? Tôi cau mày, là mồ hôi ư? Phải. Cảnh sát viên gật đầu. Rượu nồng độ cao đi vào tế bào cơ thể sẽ ép nước trong tế bào ra, toàn thân nóng lên, nhịp tim tăng mạnh, ngoài ra toát nhiều mồ hôi, theo tôi kiểu chết này thật vô cùng khổ sở. Đương nhiên người bình thường uống rượu không dễ uống đến chết, bởi cơ thể con người có chức năng tự bảo vệ, khi không chịu nổi sẽ nôn ói. Giảm bớt gánh nặng cho gan, nhưng bị tiêm thẳng vào máu như vậy, có nôn ói cũng không hết, thật là sống không bằng chết. Cảnh sát chỉ ra bên ngoài, nói khu vực này có mấy thôn, thường xuyên có người hoạt động xã hội, an ninh tương đối hỗn loạn. Mấy năm gần đây đánh nhau chết cũng phải 3-4 người, cho nên chúng tôi xác định người chết này là do say rượu đánh nhau, cứ điều tra cư dân xung quanh. Tôi cười lạnh, hung thủ thật biết chọn nơi ra tay. Hiện trường có lưu lại chứng cứ gì không? Chủ yếu là vật tùy thân của nạn nhân. Phải rồi, chúng tôi còn tìm được một túm lông chó màu đen, qua giám định thì nó là của giống chó English Cocker Spaniel, có điều chắc là do gió thổi tới, không có liên quan tới vụ án. Cảnh sát đáp, lông chó, lát nữa tổ đặc án sẽ mang toàn bộ vật chứng đi. Tôi nói, cảnh sát viên gật đầu. Tôi đi lòng vòng, khám xét toàn bộ tầng này, bao gồm cả mấy cánh cửa ra vào. Dấu chân trong tòa nhà cũ rất lộn xộn, nhưng tôi phát hiện một dấu chân giống nhau ở mấy chỗ, dấu chân diện tích khá lớn. Có vẻ hung thủ rất cao, không phù hợp với lần trinh thám trước của tôi, tiện tay dùng điện thoại chụp lại. Rời khỏi tòa nhà, lão yêu đang thở hồng hộc phi tới, ai oán nói, tìm ta có chuyện gì. Không có việc thì đừng gọi ta có được không? Ta không thích ra ngoài làm việc, thanh toán tiền taxi cho ta đi. Tôi cười cười, xin lỗi, có cái máy tính cần ngươi kiểm tra một chút. Lão yêu há mồm, mang về là được rồi, còn nhất định gọi ta đến, sai người khác quen rồi hả? Chờ hắn thôi kêu ca, tôi mới nói lại tình hình, lão yêu ơ hờ gật đầu, được được, giao cho ta. Chúng tôi lần nữa quay lại chỗ ở của Sở Phong, lão yêu tháo ổ cứng máy tính, tôi cầm cuốn sổ cái lật xem. Lúc tới một trang nọ, nói, băng tâm, muội với lão yêu về trước đi, ta có việc cần xử lý. Sau khi hai người rời đi, căn nhà tạm thời bị cảnh sát niêm phong. Tôi cùng Tiểu Đào quay lại tòa soạn, phóng viên Lý vừa gặp thì la lên, sao hai người lại quay lại, tìm được người chưa? Tìm được rồi, anh ta cung cấp một số thông tin quan trọng. Anh ta nói, khoản tiền bịt miệng kia là anh nhận. Tôi bình tĩnh nói. Cạch một tiếng, ly trà trên tay phóng viên Lý rơi xuống đất vỡ tan, sắc mặt anh ta đại biến, hốt hoảng nói, anh ta. Anh ta ngậm máu phun người. Tôi chưa từng lấy tiền bịt miệng, tiểu tử này nhân phẩm ra sao cả tòa soạn đều biết. Tôi cười lạnh một tiếng, đưa cuốn sổ cái của Sở Phong cho anh ta nhìn, trên đó không hề đề cập tới khoản tiền bịt miệng kia. Hơn nữa trong máy tính của Sở Phong, tôi để ý những thứ Sở Phong quay hay chụp lén hơn nửa là các cá nhân trong xã hội. Trong nhà chỗ nào cũng có báo chí, tùy tiện tìm một tờ là biết, hai người mặc dù đều phụ trách mảng xã hội. Nhưng Sở Phong nghiêng về các tin tệ nạn, còn giao thiệp với công ty lớn vẫn là phóng viên Lý. Kết hợp với thái độ bất thường của anh ta lần đầu gặp mặt, câu trả lời đã rõ,
Tôi nói, tiền bịt miệng là anh nhận. Sau khi Sở Phong mất tích, anh thuận nước đẩy thuyền, đổ hết lên đầu anh ta đúng không? Phóng viên Lý sợ đến phát run, mồ hôi vã ra như tắm. Đồng chí cảnh sát, nhận khoản tiền này tôi hối hận muốn chết. Là do gã giám đốc xí nghiệp cứ cố nhét cho tôi, nào biết mấy hôm sau thì xảy ra vụ ngộ độc. Tôi thật oan quá đi, xin hỏi tội của tôi phải xử mấy năm. Tôi cười cười, không sao, luật pháp không có chế tài xử tội vô liêm sỉ. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 749, tin nhắn của người chết. Tôi hỏi phóng viên Lý, khoản tiền anh đặt trong ngăn kéo của Sở Phong là tiền nhận để bịt miệng. Phóng viên Lý ấp úng, tôi lạnh lùng nói, chuyện đã đến nước này, đừng che giấu nữa. Số tiền đó là người khác bỏ vào. Tôi và Tiểu Đào giật mình, hỏi người đó là ai. Phóng viên Lý lắc đầu một cái, kể cho chúng tôi chuyện đã xảy ra. Hóa ra trước hôm Sở Phong mất tích một ngày, phóng viên Lý ở lại tòa một mình đến tối để soạn báo. Trong lúc mệt mỏi, đặt đồng hồ báo thức rồi ngủ gục một giấc. Anh ta luôn ngủ rất nông, đột nhiên nghe tiếng mở ngăn kéo liền tỉnh dậy, trông thấy một bóng đen đang mở tủ của Sở Phong. Tại sao nó là bóng đen? Bởi vốn trong phòng này không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Phóng viên Lý sợ hãi, người kia rút ra một con dao, ra hiệu cho anh ta không được lên tiếng, nói muốn sống thì đừng mở miệng. Giọng nói cố ý nén lại, nghe rất âm trầm. Bỏ đồ vào ngăn kéo xong, người kia bỏ đi, phóng viên Lý sững sờ rất lâu mới dám cử động. Anh ta đi tới xem thì thấy trong ngăn kéo là một phong bì tiền, không biết là chuyện gì. Sau đó phóng viên Lý chạy đi kiểm tra cổng ra vào. Ở tòa soạn yêu cầu nhân viên phải quét vân tay mới mở được cửa, người ngoài không vào được. Trên bảng hiển thị của máy quét vân tay, người vừa vào là Sở Phong. Anh ta liền gọi điện cho Sở Phong, lại không kết nối được, cầm điện thoại định báo cảnh sát thì lại do dự. Bởi thường ngày anh ta cũng không ít lần nhận tiền bịt miệng, vạn nhất chuyện này có liên quan gì, bị dính vào thì xong. Anh ta quyết định theo dõi xem sao, hôm sau Sở Phong không tới cơ quan, rồi lại xảy ra chuyện ngộ độc thực phẩm, mọi người bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để ý đến Sở Phong. Đến ngày thứ ba, Sở Phong vẫn không tới cơ quan, phóng viên Lý lờ mờ hiểu ra, nhất định tiểu tử này bị người mà hắn đắc tội trả thù, bởi vậy liền thuận nước đẩy thuyền, đổ luôn lên đầu Sở Phong vụ nhận tiền bịt miệng. Nghe xong, tôi đại khái đã hiểu, cũng như những lần trước, hung thủ để lại manh mối, chờ đợi cảnh sát phát hiện. Thường ngày Sở Phong tống tiền không ít người, cảnh sát phát hiện khoản tiền này trong ngăn kéo của anh ta, tất nhiên sẽ lần theo hướng đó, lãng phí tinh lực. Kết quả, với sự trợ giúp của phóng viên Lý, khoản tiền này biến thành tiền ém miệng của xí nghiệp thực phẩm, Sở Phong mất tích thì biến thành sợ tội bỏ trốn. Tiểu Đào chế giễu, anh thật biết bịa chuyện đấy, lời nói dối như vậy mà cũng dám nói ra. Phóng viên Lý hốt hoảng, tôi cũng vì tự vệ, đừng để bụng, nếu việc xí nghiệp thực phẩm vỡ lở ra, công việc tôi không giữ được, trong nhà còn có vợ con. Được rồi, chúng tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm chuyện này. Tiểu Đào cắt lời anh ta. Tôi hỏi, thường ngày Sở Phong là người thế nào, có thích gây gổ với người khác không? Phóng viên Lý đáp, nếu anh không quen biết, sẽ cảm thấy anh ta là một người rất lễ độ, hòa nhã. Nhưng trong thâm tâm anh ta lại hoàn toàn ngược lại, người này lòng dạ nhỏ nhen, suốt ngày mắng này mắng nọ, anh không thấy mạng xã hội anh ta dùng đâu. Là một kẻ ngỗ ngược, tôi còn thấy ghét. Có vì thế mà đắc tội ai không? Tôi hỏi. Nhiều rồi. Anh ta ngày nào trả lên mạng chửi người ta, có người còn đòi làm thịt. Tuy nhiên anh ta rất cẩn thận, chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân, ảnh đại điện cũng không đăng, cho nên có thể nói mặc dù kẻ thù không ít, thực tế lại chẳng có mấy ai. Phóng viên Lý nói. Tôi gật đầu, cảm ơn anh đã hợp tác. Phải rồi. Nếu cái người lẻn vào tòa soạn hôm đó xuất hiện trước mặt, anh có nhận ra được không? Không biết, cứ thử thôi, tôi hy vọng có thể hợp tác với cảnh sát phá án. Đúng rồi, Sở Phong bị bắt, anh ta có được quay lại tòa soạn không? Phóng viên Lý hỏi. Tôi và Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, nàng lạnh lùng nói, anh ta bị giết, chúng tôi đang điều tra. Hả? Phóng viên Lý cả kinh ngồi phịch xuống ghế, chúng tôi thì rời tòa soạn. Lời phóng viên Lý nói ăn khớp với những manh mối tạm thời đang có. Ngón trỏ và ngón cái của Sở Phong có vết dính,
chứng tỏ có người từng lấy mẫu vân tay của anh ta. Nhưng có một điểm nghi vấn, lúc đó hung thủ bị phóng viên Lý bắt gặp, tại sao không chọn diệt khẩu? Tôi và Tiểu Đào thảo luận, nàng nói, em cảm thấy hung thủ lần này rất thần thông quảng đại, luôn nắm được thông tin của nạn nhân trước thời hạn. Có lẽ hắn từng làm điều tra viên, biết được phóng viên Lý hai tay chẳng sạch sẽ gì. Thần thông quảng đại đến như vậy sao? Tôi thầm tỏ ra nghi ngờ, có điều đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong vụ án. Chạy cả buổi, tôi và Tiểu Đào tìm chỗ ăn tạm bữa trưa, sau đó lái xe quay về thị cục. Băng tâm sang bên trung tâm vật chứng, giám định được sợi trên ngón tay nạn. Nhân là giấy, hẳn là ấn phẩm in ấn, khả năng cao là sách vở. Trong vụ án đầu tiên, chúng tôi cũng phát hiện vết tích sách vở ở hiện trường. Điều này càng làm tăng khả năng đây là vụ giết người hàng loạt. Ngoài ra, trong máu nạn nhân có rượu nồng độ cao, liều lượng vừa đủ để trung khu vận động mất điều khiển, nhưng không tới mức mất đi thần trí. Bên kia lão yêu cũng tìm được những chỗ mà hai nạn nhân đồng thời xuất hiện, tổng cộng 3 nơi. Thứ nhất là lần chống hàng Nhật tràn vào mấy năm trước, có một lời kêu gọi mọi người hãy yêu nước có lý trí, đập phá xe người khác là vi phạm pháp luật. Hai người này nhảy vào điên cuồng mắng chửi người kia là hán gian, là giặc bán nước, là con của diễn viên JAV. Lời lẽ thô tục khiến người đọc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tôi thuận miệng hỏi một câu, hai anh hùng bàn phím này có quen biết nhau không? Lão yêu nói, comment ai người đấy mắng, hai tên không hề trao đổi với nhau. Há, hai vua không gặp nhau ư? Tôi bật cười. Lần thứ hai cùng nhau xuất hiện là một ngôi sao bị người đại diện đội nón xanh. Bọn họ nhảy vào Weibo của người đại diện mắng chửi tưng bừng. Chửi chưa đã, họ lại nhảy vào Weibo của vợ ngôi sao kia chửi, chửi rất hăng, nếu không biết thân phận bọn họ, tôi còn nghĩ họ là những shader chuyên nghiệp được người khác thuê. Lần xuất hiện đồng thời thứ ba, cả hai đều là độc giả của Thiên Ngôn Thắng Đao. Hàng ngày đều nhảy vào bình luận, dẫn dắt nội dung, cốt truyện chỉ cần hơi không theo ý của họ là lập tức chửi chuyện rác rưởi, cứ như bộ truyện đó được viết ra vì hai người họ vậy. Vừa nhắc tới tác giả Thiên Ngôn Thắng Đao, tôi bỗng trầm mặc trong lần mắng chửi người kêu gọi và người đại diện lần trước. Lượng người tham gia tương đối đông, thời gian cũng tương đối dài, khả năng liên quan tới vụ án khá nhỏ. Có khi nào, cái chết của bọn họ liên quan tới phần bình luận dưới bộ truyện này không? Loại bỏ tất cả những khả năng không thể, chỉ còn lại khả năng duy nhất này. Lần đầu tiên vụ án lộ ra ý nghĩa đằng sau nó, tôi hỏi nếu người chết là những người chửi bới bộ truyện này, vậy nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Lão yêu thao tác bàn phím, đưa ra một danh sách, nếu không ngoài dự đoán, tiếp theo sẽ đến phiên người này, xếp hạng 3 trong những người chửi bới, Lân Hỏa P7. Chương 750, tay tác giả cường đại. Hai nạn nhân đều tóc xi trong bộ truyện này rất nhiều, vậy phải chăng hung thủ là tác giả bộ truyện? Dù sao anh ta cũng là đối tượng bị chửi bới. Tôi hỏi lão yêu, có profile của Thiên Ngôn Thắng Đao không? Lão yêu gõ phím một cái, đọc cho chúng tôi nghe. Thiên Ngôn Thắng Đao, tên thật là Mộ Dung Tiểu Lỗi, người Nam Giang, sinh năm 1980. Tốt nghiệp khoa tâm lý học tội phạm, lập chí làm cảnh sát hình sự, nhưng vì lý do sức khỏe, bị bệnh tim bẩm sinh nên không đạt ước nguyện. Đã từng làm rất nhiều công việc, sau 30 tuổi mới bắt đầu viết sách. Chủ đạo là chuyện trinh thám, được mệnh danh là John Carter của Trung Quốc. Tác phẩm tiêu biểu, Truy Hung Hệ Liệt, đã được chuyển thể thành phim truyền hình. Chủ trương cá nhân hắn là trinh thám đã chết. Theo hắn thì phương pháp điều tra của hình sự hiện nay đã lỗi thời, cần phải đổi mới. Tình trạng hôn nhân thì sao? Tôi hỏi, đã kết hôn, có một đứa con trai. Lão yêu đáp, tôi đang suy nghĩ thì băng tâm xen vào, Tống Dương ca ca, không phải huynh đang nghi ngờ Thiên Ngôn Thắng Đao đấy chứ, anh ta chỉ là một tác giả thôi mà. Tôi cười nói, công việc của chúng ta là phải nghi ngờ tất cả mọi người. Xét ba vụ án mạng vừa rồi, hung thủ có thời gian tự do, rất có khả năng là một tác giả hoặc hộ kinh doanh cá thể. Bên cạnh đó hắn còn có một đặc điểm rất quan trọng, đó là giỏi bịa chuyện. Hai điểm này chẳng phải rất phù hợp với Thiên Ngôn Thắng Đao sao? Tiểu Đào đứng dậy, có cần đi hỏi thăm một chút không? Tôi nói, trước khi đến hỏi thăm thì tìm hiểu về anh ta đã, lão yêu, gửi một phần chuyện anh ta viết cho ta. Lão yêu kinh ngạc nhìn tôi, ngươi đang nói gì đấy? Đao áp về mà đọc, tốn có mấy đồng, người ta viết sách khó khăn biết bao. Tôi xấu hổ cười cười, đúng đúng, ủng hộ bản chính. Hôm nay đừng làm gì nữa, đọc chuyện đi.
Chúng tôi đao áp về, đọc cuốn truyện trinh thám này, tôi kinh ngạc nhận ra, nhân vật chính tên là Lý Dương, một sinh viên đại học làm cố vấn cho cảnh sát. Những vụ án đã phá bao gồm bánh bao nhân thịt người, ma cà rồng hút máu, ngôi nhà ma, y tá hạ độc. Tiểu Đào nhắn tin cho tôi, những vụ án này có phải tương tự với án chúng ta đã phá không? Tôi trả lời, đúng, rõ ràng anh có thể cảm giác được, nhân vật chính có bóng dáng của anh. Đây là mấy vụ án đã được công bố ra bên ngoài, nhưng không nhắc cụ thể tên anh. Xem ra anh ta luôn đi góp thông tin liên quan đến anh, lợi dụng mối quan hệ của mình với đội cảnh sát, cộng thêm trí tưởng tượng để mô tả lại hiện trường vụ án. Hóa ra tay tác giả này hiểu rõ về tôi như vậy, cảm giác bị người khác theo dõi này khiến người ta sợ hãi. Tiểu Đào châm chọc, tuy nhiên nhân vật Lý Dương này đẹp trai hơn anh rất nhiều, vừa nhanh nhẹn, vừa giỏi võ, rất đa năng. Tôi trả lời, nghệ thuật phóng đại mà, phá án thực tế nào có kích thích như vậy. Tôi lướt đọc nhanh như gió, vèo cái đã xong một phần, bộ truyện dài 160 vạn chữ, kết thúc một vụ án mạng. Ở vụ án này, một người bên cạnh nhân vật chính hy sinh vì nhiệm vụ, nhìn cũng biết đang mô tả Tôn Lão Hổ. Tin tức này không công khai với bên ngoài, xem ra Thiên Ngôn Thắng Đao tốn không ít công sức để tìm hiểu về tổ đặc án. Nhưng khổ tâm là vậy mà vẫn có những độc giả không tôn trọng, Ngụy Vĩnh Sinh mắng, đầu người toàn là cướp sao. Một cảnh sát lợi hại như vậy, nói bị giết là bị giết liền, chẳng có chút logic nào. Ta khinh bỉ nhất là cưỡng ép tình tiết để giết chết nhân vật, rác rưởi, khỏi đọc. Tiếp sau đó là bình luận của Sở Phong, tình tiết hoang đường không chịu nổi, cốt truyện hoàn toàn là bịa đặt, thật sỉ nhục IQ. Của đại gia đây, tôi đề cử cho mọi người một bộ khác, hay gấp vạn lần bộ này. Ngày tháng bình luận của hai người là hai ngày trước khi vụ án thứ nhất xảy ra. Ngoài ra còn có thêm vài comment nữa, lời lẽ cũng thậm tệ không kém. Viết tiểu thuyết về quá trình phá án, nếu cho tội phạm quá lợi hại, đám taxi sẽ nhổ nước bọt nói không thực tế, nhân vật chính IQ quá thấp. Nếu cho nhân vật chính lợi hại, đám taxi lại nhổ nước bọt nói tội phạm quái gì lại kém như vậy, nhất định là không biết viết chuyện, kết thúc đi cho rồi. Đọc đến cuối cùng, tôi bất giác bật cười, đây đúng là chư bát giới soi gương, ngoài kia đều không phải là người. Với cách nhìn của một người trong nghề, rất nhiều tình tiết phá án trong chuyện này được dựng lại rất hợp lý, phác họa tâm lý tội phạm cũng vô cùng chân thực. Điều khiến người ta càng thích thú đó là thiết kế thủ pháp phạm tội của hung thủ, hoàn toàn có thể thực hiện ở ngoài đời. Hơn nữa, từ những câu chữ có thể thấy, tác giả rất am hiểu về phản trinh thám, giám định vết tích, kỹ thuật hacker. Chỉ cần điều kiện cho phép, anh ta hoàn toàn có thể biến thân thành một tội phạm đỉnh cao. Đứng trên lập trường mà suy nghĩ, bản thân dốc hết tâm huyết viết ra tác phẩm, bị một đám taxi tùy tiện phủ nhận, dĩ nhiên là rất tức giận. Mặc dù tôi không viết sách, nhưng trong tâm mỗi người đều có một khoảng bất khả động chạm, đó là giá trị của bản thân bị phủ nhận và dẫm đạp. Động cơ, năng lực, điều kiện kinh tế, thời gian gây án, tất cả đều phù hợp với Thiên Ngôn Thắng Đao, lòng tôi bất an thầm nghĩ, chẳng lẽ hung thủ là anh ta thật sao? Cả ngày tôi đọc bộ truyện này, cơm cũng chả buồn ăn, đọc xong thì trời đã tối. Cầm điện thoại nhắn mấy tin, bảo lão yêu mau tìm profile của Lân Hỏa P7, sau đó bố trí cảnh sát mặc thường phục giám sát anh ta, một giây cũng không rời, vừa là bảo vệ, vừa là dụ rắn ra khỏi hang. Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng Tiểu Đào đi thăm Thiên Ngôn Thắng Đao một chút. Nửa tiếng sau chúng tôi tới nhà anh ta, một căn biệt thự độc lập, Tiểu Đào đứng ngoài cổng mà suýt xoa, có thể ở một căn nhà lớn như vậy, chắc kiếm được nhiều tiền nhuận bút lắm đây. Một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa, Tiểu Đào đưa giấy chứng nhận, cô ta thấy cảnh sát thì chẳng có chút căng thẳng nào, hỏi, đồng chí cảnh sát đó à? Chồng tôi đang làm việc trong thư phòng, lúc làm việc anh ấy không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Hai người vào nhà ngồi chờ một lát đi. Tôi cười, thì ra là Mộ Dung phu nhân, thất kính. Chúng tôi phải chờ bao lâu nữa? Khoảng nửa tiếng, chồng tôi có một thói quen, cứ hai tiếng lại ra ngoài một chút, bác sĩ nói ngồi lâu không tốt cho bệnh tim của anh ấy. Được, tôi nói, phu nhân, thường có cảnh sát đến tìm chồng cô à? Mộ Dung phu nhân cười cười, không ít cảnh sát là fan trung thành của anh ấy, quan hệ rất thân thiết, nên thường tới tìm, tôi đã quen với chuyện này rồi. Mộ Dung phu nhân lễ phép điều độ, phong thái thướt tha, chắc là xuất thân gia giáo. Tôi để ý chiếc nhẫn trên tay cô ta đã mòn rất nghiêm trọng, chứng tỏ đeo nhiều năm rồi. Bên cạnh đó, cứ mỗi khi nhắc đến Thiên Ngôn Thắng Đao,
cô ta luôn bất giác mỉm cười. Những chi tiết này cho thấy hẳn là cô ấy rất tự hào về chồng mình. Chúng tôi được dẫn vào phòng khách xa hoa, rõ ràng là một tác giả rất nổi tiếng, nhưng trong phòng khách không có bất kỳ thứ gì để quảng cáo về danh tính của anh ta. Một cậu bé chừng 10 tuổi đang chơi ô tô, thấy chúng tôi vào nó nhanh nhảu la lên, chào cô, chào chú. Mộ Dung phu nhân vẫy tay, đồng đồng, về phòng chơi đi, cha có khách. Thằng bé lễ phép vâng dạ, liền đi. Mộ Dung phu nhân ra ngoài pha trà, Tiểu Đào cười nói, trẻ em thật đáng yêu. Tôi nói, em cũng muốn có à. Tiểu Đào chọc vào bụng tôi một cái, tích cực như vậy từ khi nào thế? Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.